Ok, chào anh em, xin chào mọi người. Thì tiếp tục chào mừng anh em, chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube của bên Kim Bảo Audio. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái mẫu micro và mẫu mới nhất của dòng Shure UGX30. Thì mình giới thiệu rất là nhiều rồi, như con Shure UGX29D, UGX23, 23 Plus là những mẫu mới làm lại, mới gần đây trong thời gian năm 2022. Nhưng mà mẫu UX30 này là mẫu mới nhất hiện tại là tháng 7, đầu tháng 7 năm 2022 thì mình về được một ít. Thì mình sẽ giới thiệu anh em mẫu này, thì mình sẽ mở hộp cho anh em xem. Thì ok, mình vừa quay vừa mở luôn nha. Thì trong quá trình quay mở mà làm có một quay có một tay ha, trong quá trình quay có vấn đề gì mong anh em thông cảm ha. Đây, mình vừa một tay vừa quay vừa mở cho anh em. Con này là hàng mới nhất. Mẫu này là mẫu mới nhất hiện tại của dòng Shure ha, UX30. Đây. Thì mở ra thì nó sẽ có một vài như thế này đây. Đó. Rất là chói mắt. Nha. Nhìn đầu vàng cho rất là chói mắt, Shure nè, UX30 nè, Shure nè. Con này thì bao nhiêu cái dòng khác thôi anh em, vẫn là đều là hàng loại một cả. Đó. Rất là đẹp nha. Nhìn sơ hình thức bên ngoài nè, vỏ hộp nè, mà mình chưa cân nữa nhưng mà cảm thấy rất là nặng đó. Hình thức bên ngoài thế này rồi thì mình sẽ đi vào bên trong. Thì đây là một video ngắn rồi mình báo mình có hàng, vừa về hàng thôi, thì mình sẽ làm một video chi tiết giới thiệu bên trong, linh kiện bên trong cho anh em xem. Rồi đây, để coi con này mấy râu. Đây, con này là một bộ 4 râu nha, 1 2 3 4, bộ 4 râu giúp anh em bắt sóng xa hơn, tốt hơn, và những anh em sự kiện đều có thể sử dụng được nha. 4 râu, nếu như anh em sử dụng gia đình đó, thì có thể không gắn hoặc là gắn hai. Thì mình, những anh em nào mà mua hàng bên mình thì mình báo rất là nhiều, sử dụng trong gia đình không gian hẹp thì gắn nhiều râu dễ gây hú rít thôi, thì anh em sử dụng gia đình thì có thể gắn hai hoặc là không gắn nha. Rồi, về chống lăn, hay chống lăn rất là nhỏ gọn, rất là tiện. Cái mình riêng mình thì mình thích cái nhỏ gọn này hơn, tại vì một số anh cho anh em xem cái tay mít luôn. Khi mà gắn cái bự á nè, gắn vô cái bự á thì nó bự quá, nó sẽ che mất. Nó che mất cái chữ Shure này, hoặc nó che luôn cái chữ UGX30 này ha. Đó, nó che mất nên nó rất là bất tiện. Riêng mình thì mình thích cái chống lăn nó nhỏ gọn vậy hơn. Nhìn nó rất là nhỏ gọn. Rồi. Mình sẽ mở ra cho anh em xem cái bên trong. Cái chui và cái. Rồi. Đây. Về hình thức tay cầm bên trong là mặt tím nha, tụ vàng nè, mặt tím nè, cụ mít nè, cụ mít rất là tốt nè. Đó, trên này thì riêng con này thì nó sẽ không dập Shure nữa đâu, nó có một lớp màng bảo vệ thôi. Đó, anh hãy xem đèn này, chỗ này sẽ không có đèn sáng đâu ha, nó chỉ có UX30 đây thôi. Đó, hình thức tay cầm để lấy nguyên cái nguyên cho anh em xem coi. Thì nó hơi đây, con này thì nó màu nó gần giống cái con UX23 đó đẹp, nhưng mà riêng mình cầm cảm giác nó sơn nhám hơn, nó cầm nó thích hơn. Và cái cổ mít nè, nó làm cũng đẹp hơn nè. Đó, anh em xem nhìn cổ mít cái đầu trên nè làm rất là đẹp, phía dưới nè, phía dưới nó có một miếng vàng nè, toàn là kim loại nha. Còn khúc dưới này nè, khúc dưới là bằng nhựa, khúc dưới này bằng nhựa, nó có một thêm cái phần vàng này rất là đẹp nha. Đó, phần vàng này này thì tạm cái này để chống lăn nè, khi em để như này nè nó cũng không có, đây này thì cũng hạn chế lăn rất là nhiều. Đó, rất là đẹp nha, UX30. Rồi, nó lan mang mấy cái thôi. Rồi thì bỏ này qua một bên nha. Nè, chống lăn nè, dây 6 ly nè, dây nguồn nè, những cái này cơ bản cái bộ micro nào bắt buộc phải có rồi. Cho anh em xem đầu thu. Đây, mình có nói á, mình làm có một tay à, thì trong quá trình mở nó hơi lâu, hơi bất tiện, thì mong anh em thông cảm. Dưới của nó còn không có gì hết ha. Đây, mặt trước, mặt trên sẽ có, hiện tại thì nó là dập Shure. Đó, dập Shure mặt trước nè, mặt trên nè. Cái tem mình dán không có gì quan trọng cả. Rồi, mặt trước nè, rất là đẹp. Nó có bắt sẵn bát rồi, hai cái volume. Này như nó có sáng đèn nè, nhưng mà nó không có sáng, nó sáng một đèn thôi. Volume là một trắng nè, nó rất là bự.
Để mình lấy nét lại cho anh em xem. Đó, rất là bự và màu trắng, rất là sang. Ba cái nút set đổi tần số. Âm lượng thì chỉnh ở đây rồi. Ở đây là đổi tần số, lấy lại tần số khi bị mất tần số nè. Con UX30 nè. Set rồi, volume. Đó, rất đẹp nha, màu trắng. Đó, thấy không? Rồi. Thì mặt sau. Mặt sau con này là 464 anten. Em xem 464 anten. Hai cái ốc canon này thì không cần sử dụng gia đình rồi, gia đình chỉ cần con dùng một cái này thôi là đủ rồi. Cái rắc mà hãng cho á. Đây, rắc mà nhà sản xuất làm cho nè. Thì một cái dây này là đủ rồi. Cột đầu thì cắm vô đây. Đó, và còn lại thì cắm vô âm ly là được rồi. Đây, 464 anten. Nha. Mấy cái volume này anh em không cần quan tâm quá nhiều đâu, cái này cứ để bình thường xài thôi. Này một số anh em hỏi mấy cái volume này á, thì cứ kệ nó thôi. Nó không quan tâm, không ảnh hưởng nhiều lắm đâu. Vì anh em chỉ cần quan tâm cái volume phía trước là được rồi. Này, volume phía trước là dùng để chỉnh sử dụng gia đình mà. Volume phía trước là chỉnh lớn nhỏ thôi. Rồi, ok ha. Thì nãy thì mình chưa có kịp mà gắm điện để test cho em xem. Anh em xem thì mình đang cắm cái điện vô nè để quay cho anh em xem màn hình rất là đẹp nha. Đó, đầy đủ nè, RF là nó đang bật nè. Đó, khi mà anh em tần số khi anh em nói chuyện á, anh em sẽ nhảy lên nè. Nha. Còn cái spot này là pilot này là đang bật mic nè thôi, mic B thì mà đang bật cái mic B thì cái mic A bên này tắt là nó sẽ không có hiện nè. Đó, hiện thị tần số đầy đủ. Đó, cái này spot nó nhảy hay nó anh em bật hai cái lên thì nó sẽ có, tại vì nó hay nhảy lung tung qua lại kìa. Đó, đang kiếm cái tần số thôi. Đó, 002. Nha. Đây bích thì sẽ này. Con này thì có đầy đủ tự ngắt và gia tốc cho anh em luôn. Nè. Này là điều hiển thị tần số lock nè, nó có chức năng lock on lock thì nó sẽ không có bấm đổi tần số được, tránh trường hợp nhà có trẻ em thôi nha. Đây, anh em nhìn cái màn hình mặt trước rất là đẹp nha. Đó, rất là màu, nói thật ra là nó rất là màu mè, vàng, đỏ, xanh, trắng rất là nhiều. Đó. Rồi, anh em mà tham khảo con này thì cứ liên hệ bên mình. Rồi, thì số điện thoại mình có để trên màn hình là 0979 778 678 hoặc là 0989 234 241. À, còn anh em nằm ở gần Gò Vấp, Hồ Chí Minh thì cứ tới trực tiếp cửa hàng bên mình là 276/7 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Rồi, ok. Thì anh em nằm đang xem á, thì vui lòng cho mình một like ha, một đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất từ bên cái bảo audio. Đó, thì mình sẽ kết thúc cái video này đây. Một lần nữa cảm ơn anh em, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo từ bên kia bảo audio.